Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh đã đẩy mạnh triển khai vấn đề xử lý sim rác cũng như tin nhắn rác nghiêm túc hiệu quả. Qua các đợt kiểm tra, giám sát liên ngành trực tiếp tại các doanh nghiệp, các đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông và ghi nhận từ phản ánh của người dân thông qua dịch vụ phản ánh hiện trường đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Hoạt động này nhằm hướng đến xóa sổ sim rác, tin nhắn rác gây bức xúc, làm phiền người dân trong thời gian qua. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mới đây nhất, ngày 3 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định xử phạt chi nhánh công ty cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile tại Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 30 triệu đồng vì bảng sim rác. Trước đó, ngày 27 tháng 9, qua kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp này, cơ quan chức năng phát hiện có 134 sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước. Điều này vi phạm Nghị định 49/2017 của Chính phủ. Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức một kế hoạch thanh tra diện rộng trên tất cả các cái doanh nghiệp viễn thông, các cái điểm bán, thì cái việc thanh tra đó sẽ làm một cách tích cực, chi tiết để đảm bảo các cái hình thức mà nảy sinh ra sim rác được kiểm tra, kiểm soát và đánh giá kịp thời. Về thời gian vừa qua thì đối với Vietnam Mobile, chúng tôi cũng đã có việc thanh tra đột xuất và phát hiện các cái vi phạm về cái việc tuồn sim rác thông qua cái cơ chế về đại lý cũng như là phân phối sim trên địa bàn, và chúng tôi cũng đã xử lý các cái chế tài nghiêm khắc làm cơ sở để mà các cái doanh nghiệp triển khai. Để xử lý triệt để tình trạng này, trong thời gian qua, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cũng đã tổ chức họp với các ngành và cung cấp kế xử lý dứt điểm tình trạng sim rác, tin nhắn rác trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền, chủ động tăng cường kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu thuê bao trên thị trường, hướng dẫn các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của đơn vị mình các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, cung cấp, cập nhật bổ sung danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông về Sở Thông tin và Truyền thông, tiến hành xử lý đúng quy định. Để xử lý việc này thì đối với sim rác, trong thời gian qua thì Sở cũng đã tổ chức họp với các ngành và cùng cam kết việc giải quyết bằng xử lý dứt điểm cái việc tình trạng sim rác trên địa bàn. Trong đó tập trung các cái giải pháp, các doanh nghiệp kiên quyết là không kích hoạt sim trước khi bán ra thị trường. Cái thứ hai là các cái đại lý mà cung cấp bán sim là phải có về cái hợp đồng giao kết được bằng sim. Từ đó là cái việc mà quản lý cũng như là hỗ trợ đảm bảo cho cái an toàn thông tin cho người dân cũng như là hạn chế các cái vấn đề liên quan đến cái hoạt động sim rác ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn an ninh đô thị thì cũng được giải quyết. Bên cạnh việc tập trung vào các giải pháp yêu cầu doanh nghiệp kiên quyết không kích hoạt sim trước khi bán ra thị trường, kiểm tra các đại lý được cấp phép nghiêm túc, tổ chức tuyên truyền để cả cá nhân tham gia vào hoạt động bán sim, người dân không mua bán sim rác, thì Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy trình tiếp nhận, chia sẻ, xử lý thông tin cảnh báo vi phạm. Đối với người dân, khi phát hiện điểm bán sim rác hoặc sổ sim của mình đang nhận được những tin nhắn rác liên tục làm phiền, có thể phản ánh qua trang web tương tác.thuythienhue.gov.vn hoặc Huế.S trên thiết bị smartphone để phản ánh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh để kiến nghị yêu cầu xử lý. Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Sở Thông tin Truyền thông, thì phía Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh cũng đã đẩy mạnh triển khai về vấn đề xử lý sim rác cũng như tin nhắn rác. Về đối với việc xử lý sim rác, thì ngay khi phát hiện các điểm bán sim rác thì trung tâm sẽ chuyển ngay cho phía thanh tra Sở Thông tin Thông sẽ trực tiếp đến để xử lý. Về đối với tin nhắn rác thì sau khi tiếp nhận phản ánh thì trung tâm sẽ xác minh và chuyển cho các doanh nghiệp để xác định thông tin thuê bao. Và trên cơ sở thông tin thuê bao từ các doanh nghiệp trả về thì phía trung tâm sẽ chuyển ngay cho Sở Thông tin Truyền thông để có phương án là chặn tin nhắn rác cũng như là mời đối tượng vi phạm để lên xử lý. Theo Cục Viễn thông, tổng số thuê bao di động ở Việt Nam đã đạt hơn 130 triệu. Việt Nam đã xuất hiện nhiều đối tượng dùng sim rác di động để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đe dọa, tống tiền, nhắn tin, quấy rối, lừa đảo. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao đầy đủ và đúng quy định sẽ tạo điều kiện để các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.